Vị tỳ kheo khác cũng thực hiện những phận sự như tôi đã nói ở trên. Nhưng nếu hôm nào lửa tiêu hóa do nghiệp sanh của vị ấy trở nên mãnh liệt, một cảm giác khó chịu do đói bụng khởi lên nơi vị ấy. Lúc đó, mồ hôi toát ra từ thân và vị ấy không thể tập trung vào đề mục thiền của mình được. Bởi thế vào lúc sáng sớm, vị ấy đã mang y và bát để đi khất thực. Vị ấy nhanh chóng đảnh lễ tháp xá lợi và đi vào làng để nhận món cháo sữa đúng vào lúc những đàn súc vật vừa ra khỏi chuồng để đi đến đồng cỏ. Sau khi nhận được món cháo sữa, vị ấy đi đến khách xá và uống nó. Rồi sau khi nuốt chỉ hai hoặc ba muỗng, lửa tiêu hóa do nghiệp sanh đã chịu buông cái xác thân, đặc biệt là bao tử ra và bắt lấy món ăn đưa vào sau khi vị tỳ kheo đó đã làm dịu được cái khổ của cơn đói giống như một người vừa mới tắm với cả trăm gáo nước mát vị ấy dùng hết món cháo sữa còn lại với thiền là chính trong tâm vị ấy rồi vị ấy rửa bình bát và lau miệng tác ý đến đề mục thiền trong khách xá thời xưa người ta làm nhiều chỗ ngồi cho các vị tỳ kheo thọ thực thường thường họ thêm vào khách xá những phòng nhỏ để hành thiền trong một phòng thiền như vậy các vị tỳ kheo có thể tác ý đến đề mục thiền cho tới bữa ăn trước ngọ sau đó kế tiếp vị tỳ kheo đi khất thực ở những nơi còn lại trong làng sau khi khất thực xong vị ấy thọ thực với thiền là chính trong tâm sau đó vị ấy trở về nơi trú ngụ với đề mục thiền trong tâm người này được gọi là người không mang thiền khi đi nhưng trở về với thiền con số những vị tỳ kheo giống như vị này sau khi đã uống món cháo sữa và ra sức phát triển minh sát, đạt đến trạng thái A-la-hán thánh quả trong giáo pháp của Đức Phật là không thể đếm được. Chỉ ở đảo quốc sư tử Sri Lanka thôi, không một chỗ ngồi nào trong khách xá ở các ngôi làng khác nhau mà không phải là chỗ. Ở đây vị tỳ kheo sau khi đã ngồi xuống và uống cháo sữa, đạt đến A-la-hán thánh quả vậy. Quý vị nên noi theo những tấm gương này. Quý vị phải chịu khó hành thiện trong mọi oai nghi. Khi đang ăn quý vị cũng phải hành thiện với lòng thành kính. Nếu quý vị hành thiện, ngay cả trong khi ăn, như vậy quý vị có thể đạt đến thánh đạo và thánh quả. Nhưng một vị tỳ kheo sống dễ vui chảnh mãn đã phạm tất cả những giới luật, trong khi sống đã bị đào thải về phương diện tâm linh do năm tâm truyền phược. Tham đối với các dục tham đối với tự thân, tham đối với các sắc, ham ăn mê ngủ và sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiền. Vị ấy đi vào làng khất thực, thậm chí không tỏ ra một dấu hiệu gì về sự kiện rằng có một thứ gọi là đề mục thiền. Vị ấy đi đây đi đó và thọ dùng vật thực ở những nơi bất xứng. Vị ấy ra khỏi làng cũng chẳng ai theo. Vị tỳ kheo này được gọi là vị tỳ kheo không giữ đề mục thiền trên đường đi vào làng và cũng không giữ trên đường trở về nơi trú ngụ. Vị tỳ kheo giữ thiền của mình cả trên đường đi lẫn trên đường về, được biết qua việc thủ trì đề mục thiền của mình từ đầu đến cuối buổi khất thực. Những thiền nam tử thuộc gia đình hiền lương, mong ước cải thiện bản thân trở thành những người sống không nhà, xuất gia, trong giáo pháp của Đức Phật. Khi họ sống trong chúng gồm 10 người, 20 người, 50 người hay 100 người, họ thỏa thuận với nhau rằng Này Chư Hiền, chúng ta không xuất gia vì sự quấy nhiễu của những chủ nợ, không phải vì sợ sự, sự trừng phạt của vua chúa, không phải vì những khó khăn của việc kiếm sống do nạn đói, hoặc những lý do tương tự mà bởi vì chúng ta muốn được giải thoát ngay trong kiếp sống này. Bởi thế hãy chế ngự phiền não phát sanh khi đi ngay trong tiến trình đi. Hãy chế ngự phiền não phát sanh khi đứng ngay trong tiến trình đứng. Hãy chế ngự phiền não phát sanh khi ngồi Ngay trong tiến trình ngồi Và hãy chế ngự phiền não phát sanh khi nằm Ngay trong tiến trình nằm Sau khi đã thỏa thuận cùng nhau Khi đi vào làng khất thực Nếu một tâm phiền não phát sanh nơi người nào Vị tỳ kheo ấy liền chế ngự hay đè nén nó Ngay trong tiến trình đi Vị ấy chế ngự như thế nào Vị ấy chỉ việc tập trung trên đề mục thiền của mình Nếu làm thế không xong Vị ấy sẽ đứng lại khi vị ấy đứng lại, người đi sau vị ấy cũng đứng lại. Vị thứ nhất lúc đó nghĩ, vị tỳ kheo đi sau này đã biết ý nghĩ bất tịnh đang khởi lên trong tâm ta, thật là một điều bất xứng cho ta. Vị ấy tự khiển trách mình như vậy, rồi cố gắng phát triển thiền minh sát và đạt đến thánh vức Arya Phumi. Nếu làm thế không được, vị ấy nên ngồi xuống, và người đi sau cũng sẽ ngồi xuống. Đó là phương pháp nếu hữu không thể đạt đến thánh vức thời sau khi vị ấy đã dừng lại được tâm phiền não vị ấy tiếp tục chỉ tác ý đến đề mục thiền của mình vị ấy không nên dở chân lên bước đi với một cái tâm không tác ý đến đề mục thiền nhưng nếu đã dở chân lên bước đi vị ấy phải quay lùi và bắt đầu từ bước đầu tiên trở lại như vậy nếu hiện giờ quý vị đang hành niệm hơi thở chẳng hạn trong mọi oai nghi Quý vị sẽ chỉ hành niệm hơi thở mà thôi. Nếu quý vị quên, quý vị phải đi trở lại chỗ mới nhất quý vị quên niệm hơi thở và bắt đầu bước đi trở lại. Nếu thực hành được như vậy, chánh niệm của quý vị sẽ tăng trưởng. Khi chánh niệm tăng trưởng, định của quý vị cũng sẽ tăng trưởng. Khi định tăng trưởng, quý vị có thể đắc thiền. Dựa trên thiền đó, nếu quý vị hành minh sát với sự chuyên cần, quý vị có thể đạt đến A La Hán Thánh quả chấm dứt vòng tử sanh luân hồi. Tính kiên trì là cần thiết trong mọi loại quán ở bài kinh Đại Niệm xứ patana Patthana Sutta. Đức Phật luôn luôn đề cập rằng một vị tỳ kheo phải thực hành nó với nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm. Ba yếu tố này rất quan trọng. Chúng cần thiết cho việc chứng đắc Niết Bàn. Vì vậy quý vị phải luôn luôn trao dồi nó trong mọi oai nghi. Trưởng lão Maha Phusha, người thường sống ngoài hàng hiên là một vị trưởng lão sống hoàn thành phận sự giữ pháp, đi tới và đi lui, lúc nào cũng hành thiền trong 19 năm. Khi những người nông phu, những người thợ gặt và những người khác nhìn thấy vị trưởng lão cứ đi tới đi lui theo cách này, họ nói: "Vị trưởng lão này sao cứ dừng rồi đi, dừng rồi đi mãi nhỉ? Sao ngài lại làm như thế? Có phải ngài lạc đường hay ngài quên cái gì chăng?" Vị trưởng lão chỉ đang hành sa môn pháp, Samanathama, đó là hành giới sila, định samadhi và tuệ panya, với một cái tâm hiến tròn cho thiền, không màng để ý đến lời nói của người khác. Ngài đắc A La Hán thánh quả trong năm thứ 20. Ngay trong cái ngày, vị trưởng lão trở thành một bậc thánh A La Hán, một vị chư thiên sống ở cuối con đường kinh hành của ngài đã đứng tỏa chiếu hào quang từ những ngón tay tứ đại thiên vương, đế thích thiên vương và phạm thiên sa hàm đã đến để được hầu hạ trưởng lão. Trong khi đó Mahatissa, một vị trưởng lão khác sống ở trong rừng, nhìn thấy hào quang ấy ngày hôm sau đã hỏi thăm vị trưởng lão. Bạch Ngài, đêm qua có một ánh hào quang gần nơi trú ngụ của Ngài, đó là cái gì thế? Hướng câu hỏi sang chỗ khác, vị A-La-Hán nói, hào quang đó là của ánh sáng, của Minh Châu hay của gì gì đó. Nhưng khi bị ép mãi bằng những lời, bạch ngài có phải ngài đang giữ một điều gì bí mật? Vì trưởng lão đành phải nhìn nhận và nói cho tí xá biết sự chứng đắc của mình. Theo tấm gương này, quý vị không nên khoe khoang sự chứng thiện của mình, điều đó sẽ không tốt. Bởi vì có thể có người tin, người không tin. Vấn đề là ở đấy, vì thế quý vị không nên nói sự chứng đắc của mình cho người khác, mà tốt hơn chỉ nên dạy pháp cho họ mà thôi. Một tấm gương khác là trưởng lão Mahanaga ở Hắc Đằng Đình, ngôi đình có dây leo đen. Người ta nói rằng Ngài đã hoàn thành phận sự giữ pháp, đi tới và đi lui, lúc nào cũng hành thiền. Và Ngài còn quyết định chỉ đứng và đi trong 7 năm với ý nghĩ, ta sẽ làm vinh danh nỗ lực vĩ đại suốt 6 năm của Đức Thế Tôn. Điều này được nói nhằm chứng minh những oai nghi ấy là thích hợp để tuân thủ khi thực hiện một quyết định như vậy. Một người tự giới hạn mình vào những oai nghi này không có nghĩa họ sẽ từ chối hành những oai nghi cần thiết khác như ngồi trong bữa ăn, một oai nghi được xem như thích hợp khi ăn và trong những dịp khác tương tự như vậy bằng chữ chỉ đi và đứng ở đây cần phải hiểu rằng vị ấy không sử dụng những hình thức ngồi còn lại đó là không sử dụng những tư thế ngồi nào không tuyệt đối cần thiết cho việc thực hành và đối với oai nghi nằm cũng cần hiểu theo cách tương tự sau khi đã hoàn thành việc giữ pháp đi tới và đi lui lúc nào cũng thiền trong 16 năm ngài đắc a la hán thánh quả trong câu chuyện này, trưởng lão Mahanaga đã quyết định chỉ đứng và đi trong 7 năm. Và như vậy, Ngài không ngủ trong 7 năm. Làm thế nào Ngài có thể kiên trì hành thiền không ngủ được như thế? Ngài muốn vinh danh nỗ lực vĩ đại suốt 6 năm của Đức Thế Tôn. Quý vị cũng nên vinh danh nỗ lực vĩ đại suốt 6 năm của Đức Thế Tôn và kiên trì hành thiền như thế. Liệu quý vị sẽ cố gắng không ngủ được bao nhiêu năm? Nếu quý vị không thể ngủ được trong vài ngày, quý vị không nên quá lo lắng về vấn đề đó. Ở đây quý vị thấy trưởng lão Mahanaga đã hành thiền không ngủ suốt 7 năm, rồi Ngài lại hoàn thành phận sự giữ pháp đi tới và đi lui, lúc nào cũng hành thiền trong 16 năm khác nữa. Như vậy, lúc nào Ngài cũng hành thiền cả, quý vị nên noi theo tấm gương của Ngài. Những chuyện như thế này được nói về ngài, khi đi vào làng khất thực, ngài chỉ nhấc chân lên khi tâm đã dành trọn cho đề mục thiền, nếu khi nhấc chân lên mà tâm không dành trọn cho thiền, ngài sẽ quay trở lại. Sau khi đứng cách làng ở một khoảng cách mà một người từ làng nhìn ra sẽ phải phân vân, không biết đó là một con bò hay một vị sa môn, ngài mới vấn y. Rồi khi đã rửa bình bát với bình nước đeo theo trên vai xong, Ngài ngầm trong miệng một bụm nước. Vì lý do gì Ngài lại ngậm một bụm nước như thế? Ngài làm điều đó vì nghĩ, để cho tâm không bị phân tán ngay cả bằng việc nói, cầu mong cho người được trường thọ. Đối với những người đến đảnh lễ ta hay đặt bát cho ta, nhưng khi Ngài được hỏi một câu hỏi liên quan đến ngày tháng hay về con số những vị sư ở chùa, Ngài sẽ nuốt hết nước và rồi trả lời. Nếu không có những câu hỏi về ngày tháng vân vân, lúc ra về, Ngài mới nhổ bụm nước ấy ra tại cổng làng và đi về nơi trú ngụ. Nói chuyện làm tổn hại đến thiền của quý vị vì nó có thể tạo ra nhiều suy nghĩ. Nếu quý vị có nhiều suy nghĩ, tâm quý vị sẽ luôn luôn phóng đi và sức tập trung của quý vị sẽ giảm. Khi sức tập trung yếu, quý vị sẽ không thể nào chọc thủng hay thể nhập được danh sách tối hậu và các nhân của chúng. Quý vị không thể quán chúng là vô thường, khổ và vô ngã được. Đây là lý do vì sao khi quý vị nói chuyện quá nhiều, cả thiền định và thiền minh sát Vipassana của quý vị sẽ giảm. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện khác nói về 50 vị tỳ kheo an cư mùa mưa tại tu viện Galamba vào ngày trăng tròn tháng 7 Asanha, As họ thỏa thuận giữ. Chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau nếu như trước hết không đắc đạo quả A La Hán. Các vị tỳ kheo ấy thường ngậm một bụm nước trong miệng khi đi vào làng khất thực. Khi các vị được hỏi về ngày tháng và vân vân, các vị sẽ nuốt bụm nước ấy rồi trả lời. Nếu không ai hỏi, lúc ra về, họ sẽ nhổ bụm nước ở cổng làng và đi. Trong ngôi làng ấy, người ta nhìn những vết nước do các vị tỳ kheo nhổ ra khi trở về và nói với nhau, hôm nay một vị đến, hôm nay hai vị đến. Họ nghĩ, thực sự vì lý do gì các vị tỳ kheo này không nói chuyện với chúng ta cũng không nói chuyện với nhau như vậy. Chắc chắn nếu các vị không nói chuyện với nhau, ác hẳn phải có một cuộc cãi nhau giữa các vị rồi. Và họ nói, này các bạn, chúng ta phải làm thế nào để các vị tha thứ cho nhau đi như vậy họ đi thành một nhóm đến tu viện tại đó họ thấy rằng không có đến hai vị tỳ kheo ở chung một chỗ khi ấy một người có trí trong nhóm nói này các bạn một nơi mà những người thích tranh cãi nhau sống không giống như thế này đâu nền tháp xá lợi và cây bồ đề được quét dọn sạch sẽ những cây chổi được để đâu vào đó nước uống và nước rửa tay được khéo sắp đặt. rồi những người ấy ra về. các vị tỳ kheo của tu viện đó đắc a la hán thánh quả trong ba tháng an cư và thực hiện một buổi lễ tự tứ thanh tịnh puraparvarna. như vậy theo gương trưởng lão Mahanaga và các vị tỳ kheo nhập hạ tại tu viện galamba này, vị tỳ kheo chỉ nhấc chân lên đi với tâm đã hiến tròn cho thiền sau khi đến gần làng vị ấy ngậm một bụng nước vị ấy nhìn vào những con đường và chỉ bước vào con đường nào ở đây không có những kẻ say rượu ưa thích đánh nhau không có những kẻ cờ bạc và những hạng người đại loại như thế hoặc con đường không có những con voi con ngựa và những con vật ngang bướng bất kham lại nữa khi đi khất thực vị ấy không đi nhanh giống như một người đang gấp việc vì không có pháp khổ hạnh, xin ăn tốc hành như thế. Thay vào đó, vị ấy đi một cách chậm rãi, giống như một xe nước đi trên con đường gồ ghề vậy. Đây là một hình ảnh rất ấn tượng. Quý vị cũng phải đi chậm rãi, giống như một bệnh nhân hay giống như một chiếc xe chở nước trên con đường không bằng phẳng. Nếu một chiếc xe chở đầy nước mà đi nhanh thì nước sẽ sóng sánh ra ngoài hết. Đến trước mỗi nhà theo thứ tự Vị tỳ kheo chờ một lúc để xem những người trong nhà có muốn đặt bát hay không vị ấy thọ nhận vật thực và đi đến làng trong khách xá hay làng ngoài bên ngoài làng hay chỉ đơn giản quay về tu viện tại đó vị ấy ngồi ở một nơi dễ chịu và thích hợp vị ấy thiền bằng cách thiết lập tưởng về vật thực bất tịnh vị ấy suy quán qua những hình ảnh mở bồi trục xe thuốc thoa vết loét hay ăn thịt con. Và vị ấy thọ dụng vật thực với sự thức tỉnh về tám thuộc tính, không phải để vui đùa, không đam mê vô độ, không phải để trang sức, không tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được bảo trì mạnh khỏe, để tránh sự tổn thương, để trợ duyên phạm hạnh, cảm thọ cũ đói được trừ, thọ mới tham không sanh khởi. Sau bữa ăn, vị ấy uống nước, rồi vị ấy để cho tấm thân vốn đã mệt mỏi vì ăn, được nghỉ ngơi một lúc. Vị ấy hành thiền sau khi ăn, cũng như trước khi ăn, trong canh cuối của đêm, cũng như trong canh đầu của đêm vậy. Như vậy một người hoàn thành phần sự, giữ đề mục thiền trên đường đi và trên đường trở về, đạt đến A-la-hán thánh quả, ngay cả khi vị ấy còn trẻ tuổi. Nếu như vị ấy đã có đủ những gì cần phải có để hoàn tất việc diệt trừ mọi phiền não. Nếu vị ấy không đắc A-la-hán thánh quả lúc đầu đời, vị ấy sẽ đắc nó lúc giữa đời. Nếu lúc giữa đời vị ấy không đắc, thì vị ấy sẽ đắc vào lúc lâm chung. Bằng không, vị ấy sẽ đắc nó sau khi trở thành một vị chư thiên trong kiếp sau. Nếu khi sanh làm chư thiên mà không đắc, thời vào lúc không có Đức Phật xuất hiện trên địa cầu, vị ấy sẽ tái sanh làm nam nhân và chứng ngộ chân lý như một vị Phật độc giác Buddha. Nếu vị ấy không đắc theo cách này thì liền khi gặp một vị Phật chánh đẳng giác vị ấy sẽ trực giác nhanh chóng giống như trưởng lão Bahiya, Daruchirya vị được xem là đắc A-la-hán nhanh nhất vào thời Đức Phật. Hay vị ấy sẽ trở thành một bậc đại A-la-hán như trưởng lão Xá-lợi Phất hoặc một bậc có thần thông lớn như trưởng lão Mục Kiền Liên. Hay vị ấy sẽ trở thành một bậc tiêu biểu cho pháp hành khổ hạnh như trưởng lão Ca Diếp hoặc một bậc có thiên nhãn như trưởng lão Ana Luật Anuruddha hay vị ấy sẽ trở thành một bậc lão thông luật như trưởng lão Ubali hoặc một bậc giảng giải về Pháp như trưởng lão Punna Mantaniputta hay vị ấy sẽ trở thành một bậc ẩn lâm như trưởng lão Rewata hoặc một bậc đa văn như trưởng lão Ananda hay vị ấy sẽ trở thành một bậc ham mê học tập như trưởng lão Rahula con trai của Đức Phật. Trong số bốn loại người này, người giữ đề một thiền trên đường đi và trên đường trở về đạt đến tột đỉnh của hành xứ tỉnh giác. Bất xì tỉnh giác được dành cho thiền minh sát Vipassana không lầm lẫn khi đi tới và đi lùi, phân phân là bất xì tỉnh giác. Điều này cần được hiểu như sau. Trong khi kẻ phàm phu mù lòa đi tới trước hay đi lui, nó ngớ ngẩn và tin rằng cái ngã đi hay hành động đi này là do cái ngã tạo ra, hay ta đi hay hành động đi này là do ta tạo ra. Và ngược lại, trong giáo pháp này, vị tỳ kheo tự mình không làm lẫn nghĩ. Khi người ta nghĩ ta đi, tiến trình phong đài phát sinh từ hoạt động của tâm này khởi lên và tạo ra thân biểu tri. Như vậy chính sự khuếch tán của tiến trình phong đại do hoạt động của tâm, tâm hành sanh, mà thân đi về phía trước. Tôi muốn giải thích điều này thêm chút nữa. Trong khi đi, nếu quý vị biết rằng ta đi hay hành động đi này là do ta tạo ra, thì đây không phải là thiền minh sát Vipassana mà chỉ là thiền hời hợt. Vậy một vị tỳ kheo phải hiểu tiến trình đi như thế nào? Trước tiên vị ấy phải quán tâm của mình, đặc biệt là tiến trình tâm ý môn, tạo ra thân biểu tri trong việc đi. Khi một vị tỳ kheo nghĩ ta đi thì có nhiều tiến trình tâm ý môn khởi lên. Các tiến trình tâm này tạo ra nhiều tổng hợp sắc Kalapa trải khắp toàn thân. Trong những Kalapa ấy, tiến trình phong đại chiếm ưu thế và chúng tạo ra thân biểu trì. Quý vị phải cố gắng để thấy được những Kalapa đó và phân tích chúng. Trong mỗi Kalapa có ít nhất 9 loài sắc, đó là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, màu, mùi, vị, dưỡng chất và thân biểu trì. Chúng là sắc mang đi. Do sự khuếch tán của chúng mà thân đi về phía trước vậy. Ngoài sắc mang đi ra, quý vị cũng còn phải phân biệt sắc bị mang đi nữa. Đó là bốn loại sắc được tạo ra. Sau đó quý vị phải phân biệt danh tạo ra sắc mang đi. Sắc mang đi và sắc bị mang đi bao gồm sắc uẩn. Tiến trình tâm yếu môn bao gồm bốn danh uẩn. Như vậy có cả thảy năm uẩn. Nếu quý vị là những hành giả Vipassana, trong khi đi tới hay đi lùi, quý vị phải phân biệt năm thủ ẩn này. Nếu quý vị phân biệt được như vậy, tôi có thể nói rằng quý vị hành động có tỉnh giác. Trong khi đi, đúng theo lời Đức Phật dạy. Lại nữa, chú giả giải thích 6 bước trong việc đi như sau. một nhấc chân lên. 2. Đưa chân ra. 3. Di chuyển chân. 4. Đặt chân đã nhấc xuống. 5. Giữ chân trên đất. 6. Nhấn chân xuống đất để bước bước kế tiếp. Trong việc dở chân lên, hai yếu tố, địa đại Patawi và thủy đại Apo, thấp và yếu. Trong khi hai yếu tố khác, hỏa đại tejo và phong đại Wajo, cao và mạnh. Trong việc đưa chân và di chuyển chân cũng vậy, nhưng trong việc đặt chân đã nhấc xuống, cũng như trong việc giữ chân trên đất và nhấn chân xuống đất để bước bước kế tiếp, thì hai yếu tố đầu cao và mạnh, còn hai yếu tố sau thấp và yếu. Vì lẽ hỏa đại và phong đại đến sau, nó là duyên hay điều kiện cho việc nhất chân, nên hỏa đại và phong đại chiếm ưu thế trong hành động nhất, nhờ khả năng của chúng. Hỏa đại là chất lửa đặc biệt gây nên hành động nhất, và như vậy trong việc nhất phong đại phụ thuộc vào hỏa đại. Trong hành động nhất, địa đại và thủy đại là phụ vì chúng không thể làm công việc đó vì lẽ tiến trình phong đại cùng với hỏa đại đến sau nó là duyên cho việc đưa chân ra và di chuyển chân nên phong đại và hỏa đại chiếm ưu thế ở đây bởi vì khả năng của chúng phong đại tất nhiên là yếu tố tích cực và bởi vì trong hành động đưa chân và di chuyển chân sự chuyển động của nó rõ ràng hơn hỏa đại chỉ phụ thuộc vào phong đại trong những hành động này hai yếu tố khác địa đại và thủy đại là phụ trong việc đưa chân và di chuyển này vì chúng không thể làm các công việc đó. Vì lẽ thủy đại cùng với địa đại đến sau, nó là duyên cho việc đặt chân xuống. Thủy đại và địa đại chiếm ưu thế trong hành động này bởi vì khả năng của chúng. Bản chất của thủy đại là nặng, và vì vậy trong việc đặt chân đã nhấc xuống, địa đại là yếu tố phụ thuộc cho thủy đại trong phần hành này hỏa đại và phong đại là phụ bởi vì chúng không thể đặt xuống những gì đã nhấc lên vì lẽ địa đại cùng với thủy đại đến sau nó là duyên cho việc giữ chân trên đất trong trường hợp này địa đại và thủy đại chiếm ưu thế bởi vì khả năng của chúng về việc giữ chân trên đất cũng vậy vì trong trạng thái của một vật cố định thủy đại là yếu tố phụ cho địa đại do chức năng của tiến trình sau có ảnh hưởng hơn thủy đại cũng còn là yếu tố phụ cho địa đại theo cách hợp lực trong tiến trình nhấn chân trên đất để bước bước kế tiếp danh pháp và sắc pháp ở bất kỳ bước chân nào cũng không thấy có mặt ở bước kế tiếp những danh pháp và sắc pháp này sau khi xuất hiện dưới hình thức của những phần những mối liên kết và các bộ phận sẽ nhanh chóng tan rã ngay tại nơi đó chúng tan vỡ giống như những hạt mè bị ném vào chảo nóng vậy theo cách này thì ai là người đi hay cái đi đó là của ai theo nghĩa cùng tộp cái đang xảy ra chỉ là sự đi đứng nằm và ngồi của các tiến trình danh và sắc mà thôi danh pháp và sắc pháp ở đây có nghĩa là bốn loại sắc pháp đang diễn tiến dưới hình thức nhất chân và danh pháp tạo ra sắc pháp ấy không xuất hiện trong tiến trình đưa chân vì chúng chỉ tồn tại trong một sát na tâm nói khác hơn chúng diệt trong những nơi tương ứng của chúng trong những giai đoạn bắt đầu với việc nhất chỗ nào các pháp này xuất hiện ngay tại chỗ ấy chúng sẽ diệt do sự thay đổi nhanh chóng này mà các pháp không đi từ nơi này đến nơi khác vậy cũng tựa như những hạt mè rang tan vỡ cùng một lúc với tiếng nổ đen đét sự diệt của các pháp do điều kiện tạo thành, pháp hữu vi, xảy ra hầu như cùng một lúc với sự sanh của chúng. Trong mỗi sát na, cùng với sắc, một trạng thái tâm sanh lên và diệt hoàn toàn khi một danh sắc khác sanh. Chúng cứ nối tiếp nhau giống như sự trôi chảy của một dòng sông, và những trạng thái tâm, danh và sắc này luôn luôn đi cùng với nhau như vậy. Trạng thái tâm của sát na này sanh khi có bất kỳ một sắc nào đó xanh, nó cứ diễn tiến theo đường lối tự nhiên của nó, không có sự tiếp xúc hay liên hệ mật thiết gì với sắc đang xanh đó, bởi thế mới nói, một trạng thái tâm xanh cùng với sắc và một trạng thái tâm hoàn toàn khác diệt khi sắc đó diệt. Điều này xảy ra là vì không có sự tiếp xúc mật thiết hay lặp đi lặp lại của tâm với sắc. Tuổi thọ của tâm ngắn hơn tuổi thọ của sắc 17 lần, như vậy, bất cứ sắc nào đồng sanh với một trạng thái tâm đều có một tổng thời gian là 17 sắc na tâm nối tiếp nhau từ lúc sanh đến lúc diệt của nó, và nó luôn luôn diệt khi sắc na tâm thứ 17 chấm dứt. Dành pháp và sắc pháp có thể sẽ bị xem như những pháp có thời gian tồn tại bằng nhau, nếu vấn đề được đặt theo một cách khác. Tuy nhiên, nếu hai loại hiện tượng này được hiểu lầm như những pháp có thời gian tồn tại bằng nhau thời sẽ mâu thuẫn với những gì chú giải nói sắc thay đổi chậm cái chậm được xem như ngừng lại và với những gì kinh nói này các tỳ kheo như lai không thấy một pháp nào khác thay đổi nhanh như tâm vì lẽ bản chất của tâm và các tâm sở chita và chetasica là để nhận thức hay để có những đối tượng nói khác hơn tâm và các tâm sở sanh khởi để nhận thức một đối tượng theo sức mạnh của chúng. Ngay sau khi tiến trình nhận thức hoàn tất, sự diệt của tâm và các tâm sở liền xảy ra. Tuy nhiên, sắc pháp không bắt các đối tượng hay không nhận thức các đối tượng. Sắc pháp không có sự nhận thức mà nó phải được danh pháp nhận thức. Sự nhận thức này phải mất 16 sát na tâm để hoàn tất cùng với một sát na tâm thuộc quá khứ thành ra có 17 sát na tâm. Tính thay đổi nhanh lẹ của tâm hay thức xảy ra do sự kết hợp đơn thuần của ba danh uẩn khác, thọ, tưởng và hành, và do sự kết hợp đơn thuần của các đối tượng. Tình trạng thay đổi chậm của sắc xảy ra do tình trạng không linh hoạt của các đại chủng, đó là địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại chỉ có đức như lai tathagata người đã đạt đến chân lý nhờ đi qua con đường cổ xưa của chư phật mới có sự hiểu biết về những tiến trình khác nhau hợp theo thực tại và nhờ trí đó của đức như lai duyên sanh khởi trước tiền sanh duyên được tuyên bố là chỉ một sắc pháp cũng vậy nhờ trí đó của đức như lai duyên sanh khởi sau hậu sanh duyên cũng được tuyên bố chính bởi lời tuyên bố về tiền sanh duyên và hậu sanh duyên này mà sẽ không thích hợp để xem danh pháp và sắc pháp có thời gian tồn tại như nhau, do đó trưởng lão Ananda chú giải sư đã nói như vậy. Ý nghĩa phải được hiểu đúng theo phương pháp đã nói ở đây. Sở dĩ vấn đề được nêu ra theo cách này là bởi vì người ta dễ hiểu lầm sự diệt đồng thời của tâm và thân biểu trì hay khẩu biểu trì ghi chú tiền sanh duyên purecha yo sắc pháp sanh trước trợ duyên cho tâm khởi lên gọi là tiền sanh duyên hậu sanh duyên pata cha ta vô tâm sanh sau trợ duyên cho sắc sanh trước gọi là hậu sanh duyên song ý nghĩa phải được hiểu như sau một tâm sắc na tâm hoàn toàn khác diệt cùng với sắc khởi lên ở điểm bắt đầu của 17 bảy sắc na tâm Tóm lại, tuổi thọ của danh là một sát na tâm và thọ mạng của sắc là 17 sát na tâm. Như vậy danh và sắc sanh cùng nhau nhưng không thể diệt cùng nhau được. Sắc sẽ diệt cùng với một danh khác ở cuối của sát na tâm thứ 17. Đây là lý do vì sao chú giải sư nói một trạng thái tâm sanh và một trạng thái tâm hoàn toàn khác diệt. Tiến trình tâm cũng giống như sự trôi chảy của một dòng sông, bởi vì chỉ trong một giây nhiều tỷ tâm đã nối tiếp nhau sanh và diệt và nó không bao giờ ngừng lại cho đến khi quý vị ở trong trạng thái chứng diệt nhập thiền diệt hay diệt thọ tưởng định hay khi quý vị tái sanh như một chúng sanh vô tưởng hiện nay quý vị đang tích tạo các thiền pháp ba la mật parami trong khi đi nếu quý vị phân biệt được danh và sắc dù chỉ trong một giây hay một phút thì nhiều tỷ thiền pháp đã sanh và diệt giống như sự trôi chảy của một dòng sông nếu quý vị thực hành trong một giờ, thiện pháp mà quý vị tích lũy được là không thể tính kể, cũng giống như khi nhiều giọt nước mưa tích tụ lại, chúng sẽ trở thành những dòng suối hay những dòng sông. Kho chứa ba la mật, parami của quý vị càng lớn, nó có thể tạo ra rất nhiều quả thiện trong vòng tái sanh luân hồi, cũng như để giúp cho sự chứng ngộ niết bàn của quý vị vì vậy trong lúc đi đứng quay lui vân vân nói chung trong mọi oai nghi nếu có thể được quý vị phải phân biệt cả danh và sắc với sự kính trọng pháp hành quý vị nên đi tới và đi lui một cách chậm rãi quý vị phải thực hiện mọi sự chuyển động một cách chậm rãi có một loại chim màu đen cổ dài và mỏ của nó cũng dài loại chim này thường bay là là trên mặt nước để bắt cá nếu nó bắt được một con cá nó nuốt vội vàng con cá ấy mà không thèm nhai. Ở đây cũng vậy, nếu quý vị hoàn toàn không nhai trước khi nuốt thức ăn, quý vị sẽ chẳng khác gì con chim trên. Nếu quý vị phân biệt được danh và sắc khi đang đi tới và đi lui, tôi có thể nói rằng quý vị đã có bất si tỉnh giác. Quý vị sẽ thực hành nó như thế nào? Nói thì dễ hơn là làm. Trước tiên quý vị phải có đủ định lực. Nếu quý vị đã từng tu tập định, Chẳng hạn như tứ thiền hơi thở, quý vị nên thiết lập lại tứ thiền khi đang đứng tại một vị trí nào đó trên con đường kinh hành của quý vị. Vào lúc đó, quý vị nên nhắm mắt lại. Xuất khỏi tứ thiền, quý vị nên phân biệt tứ đại trong thân thể để thấy các kalapa. Kế tiếp quý vị phải phân tích các kalapa ấy để phân biệt sắc tối hậu. Sau khi đã phân biệt được sắc tối hậu, quý vị nên đi một cách chậm rãi và phân biệt tiến trình tâm ý môn vốn tạo ra chuyển động đi. Kế tiếp, phân biệt sắc do tâm sanh được tạo ra bởi tiến trình tâm ý môn. Quý vị sẽ thấy rằng yếu tố gió phong đại của nó chiếm ưu thế. Yếu tố gió đó tạo ra thân biểu tri. Trong trường hợp này, thân biểu tri là sự chuyển động đi về phía trước. Kế tiếp, phân biệt bốn loại sắc được tạo ra mà quý vị đã từng phân biệt. Sắc được tạo ra bởi tiến trình tâm ý môn là sắc mang đi và bốn loại sắc được tạo ra là sắc bị mang đi. Quý vị nên đi một cách chậm rãi, đừng nhanh quá. Người hành thiền phải thực hành với những chuyển động chậm rãi, giống như một chiếc xe chở nước chạy trên đất gồ ghề và quý vị cũng không nên cố gắng giống như con chim nuốt tròng con cá vừa nói ở trên. Sau khi đã phân biệt được sắc tối hậu rồi, quý vị nên phân biệt danh tối hậu. Quý vị phân biệt như thế nào? Trước tiên, quý vị phải phân biệt pha văn giá hữu phần bên trong trái tim của quý vị để thấy tiến trình tâm ý môn tạo ra chuyển động của thân. Tiến trình tâm ý môn đó bao gồm bốn danh uẩn. Sắc tôi đã đề cập ở trước là sắc uẩn. Cả thảy có năm thủ uẩn. Khi đang đi, đôi lúc quý vị phải phân biệt sắc. Đôi lúc quý vị phải phân biệt danh. Nếu quý vị thực hành theo cách này, từ từ quý vị sẽ trở nên thông thạo trong bất xì tịnh giác. Ở đây tôi muốn giải thích một số sự kiện trước. Trong phần nói về tứ oai nghi có nói đến thiền đi hay kinh hành. Còn ở phần này có bảy nhóm tịnh giác, thiền đi hay kinh hành cũng được nói đến ở nhóm tịnh giác thứ nhất và nhóm tịnh giác cuối cùng. Như vậy Đức Phật dạy thiền đi ba lần thế nào là sự khác nhau giữa ba loại thiền đi này cái đi ở phần tứ oai nghi là cái đi trong một đoạn đường dài như đi một hai hoặc ba dặm cái đi đức phật dạy trong nhóm tỉnh giác thứ nhất khi đi tới và đi lui vị tỳ kheo đi trong tỉnh giác cái đi này muốn nói cái đi một khoảng xa trung bình như đi ở trong tu viện đi trên đường kinh hành hay đi từ đây đến kia và trong nhóm cuối cùng của phần tỉnh giác cái đi muốn nói đến là đi một khoảng ngắn đặc biệt là sự chuyển động nhỏ khi đang ngồi nhích về trước và nhích về sau hay khi đang đứng nhích về trước và nhích về sau vân vân như vậy đức phật dạy ba loại đi đi một khoảng xa đi một khoảng trung bình và đi một khoảng ngắn